Dược liệu là phần trên mặt đất đã phơi hay sấy khô của cây cà gai leo, Solanum precumbenlauer. Họ cà, Solanaceae, một, mô tả dược liệu có thân là những đoạn ngắn dài, có màu nâu xám hoặc vàng nâu. Lá nguyên có hình trứng hoặc thuôn. Gốc lá hình dìu hoặc hơi tròn, mép nguyên hoặc hơi lượn và có khía thủy. Mặt trên sẫm, mặt dưới nhạt phủ đầy lông tơ màu trắng, hai mặt đều có gai ở gân chính. Nhất là mặt trên, cuống lá cũng có gai, 2, độ ẩm, không quá 12,0%. Tiến hành theo dược điển Việt Nam năm phụ lục 9. 6, 1 giờ, 105 độ C, 5 giờ, 3, cho toàn phần, không quá 10,0%. Tiến hành theo dược điển Việt Nam năm phụ lục 9. 8, phương pháp 1. Dùng 2 gam dược liệu để thử, 4, tạp chất không quá 1,0%. Tiến hành theo dược điển Việt Nam năm phụ lục 12. 11, 5, định tính phải có các phản ứng đặc trưng của cà gai leo, phương pháp sắc ký lớp mỏng, dược điển Việt Nam năm. Phụ lục 5.4, 6, định lượng hàm lượng glycoalkaloid toàn phần trong dược liệu không được thấp hơn 0.1% tính theo solasodin mở ngoặc đơn C27H43NO2, tính trên dược liệu khô kiệt. Phương pháp quang phổ hấp thụ từ ngoại. 7. Chế biến, thu hái quanh năm bộ phận trên mặt đất tốt nhất vào lúc cây bắt đầu ra hoa. Toàn cây được chặt thành từng đoạn dài từ 2cm đến 5cm, sau đó phơi hoặc sấy khô ở nhiệt độ 50 đến 60 độ C. 8. Bào chế, trước khi dùng, lấy dược liệu vi sao hoặc sao vàng. 9. Bảo quản, trong bao bì kín. Để nơi khô ráo, tránh mốc mọt, sâu bọ.